120 năm trước, một cây cầu đã được sinh ra từ ý tưởng điên rồ. Trên con sông Hồng rộng 1.700 m, sâu hơn 20 m và dâng thêm 8 m vào mùa lũ, giống như một eo biển không dễ gì chế ngự. Ngay lập tức, một cuộc tuyển chọn nhà thầu xây dựng được tổ chức. Đồ án B của nhà thầu DD và PA đã được chọn. Cây cầu được thiết kế với kiểu dáng độc đáo, giống với kiểu dáng của cây cầu Tobias ở quận 13 Paris trên tuyến đường Paris-Orléans nước Pháp. Cầu sắt dài 1.682 m với 19 nhịp dầm chìa. Bên cạnh đó là công trình cầu cạn dài khoảng 896 m, kết nối ga Hà Nội với cầu sắt. Công trình sử dụng tới 30.000 mét khối đá và 5.300 tấn thép, với chi phí lên tới 6 triệu 200 franc. Lễ khởi công được tiến hành vào ngày 12 tháng 9 năm 1898. Và khánh thành vào hơn 3 năm sau đó, ngày 28 tháng 2 năm 1902. Cây cầu sau đó được mở rộng sửa chữa để phù hợp cho nhiều loại hình đi lại, từ đường sắt đến đường bộ, xe kéo, xe đạp và ô tô. Đặc biệt, sự hiện diện của cây cầu đã dần trở thành một thực thể không tách rời với đời sống và tâm hồn của bao lớp người. Cây cầu cũng là chứng nhân lịch sử cho bao thăng trầm của thủ đô Hà Nội, nơi ghi dấu những trận bom ác liệt. Nơi lưu giữ những hình ảnh và sắc màu của chiến thắng và hòa bình. Vắt qua 3 thế kỷ, trải qua nhiều lần sửa chữa gia cố sau bom đạn, chiến tranh và thời gian. Dù kết cấu và hình dáng ban đầu không thể khôi phục được, nhưng cầu Long Biên vẫn luôn là gạch nối giao thông quan trọng của thành phố. Cùng với hơn 100 bản vẽ, tài liệu lưu trữ và hình ảnh về cây cầu từ năm 1898 đến năm 1975, những bức tranh, ảnh và hiện vật của các nhiếp ảnh gia, các cá nhân trong và ngoài nước cung cấp. Những tài liệu lưu trữ cùng ký ức của con người đã góp phần vẽ lên một không gian đa sắc về sứ mệnh của cây cầu trong dòng chảy lịch sử. Một không gian để các thế hệ hiểu hơn về quá khứ, tạo sự gắn kết trong hiện tại để hướng tới tương lai.